mà cô đã tin nhận Chúa và nhận được sự bình an cho mình. Như cô đã nói, cô hạ mình tiếp nhận Chúa khi mà mục sư chia sẻ một câu gốc ở trong Kinh Thánh: hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Và cái câu Kinh Thánh đó nó làm vỡ tan ra tấm lòng của cô, và cô đã chọn là tin nhận Chúa và sự bình an ngập tràn ở trong lòng của mình. Điều đó thật là tuyệt vời. Và cô Kim Hoa ơi, cô có thể chia sẻ rõ hơn rằng khi cô tiếp nhận Chúa thì sự bình an thật mà Chúa ban ở trong lòng của cô nó như thế nào? Cô có thể diễn tả rõ hơn để cho bản thân con cũng như là quý vị khán giả buổi tối ngày hôm nay được biết không ạ? Vâng. Chưa tin xin dâng lời cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài ban cho tôi quá nhiều. Trong khi xã hội còn nhiều khó khăn, lòng người còn đầy dẫy nỗi bất an, mà tôi có Chúa để tôi cầu nguyện. Yeah. Và lời cầu xin của tôi thì Ngài đã đáp lời. Ngài cho tôi cuộc sống hiện tại không thiếu một cái gì hết. Wow. Chúa của cô Kim Hoa thật tuyệt vời phải không ạ? Chúng ta hãy vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Cảm ơn Chúa. Một gia đình 18 năm trước đây ly tán, bây giờ được đoàn tụ đầy đủ bốn thế hệ. Wow. Và một điều màu nhiệm nữa là Chúa đã chữa lành cho tôi. Cuộc phẫu thuật từ cánh tay xuống tới liên sườn, một đường cong quá dài để loại bỏ một cái hạch ác tính, để lại cái di chứng rằng tay tôi không đưa được lên cao, tôi không được đưa xa ra và khép lại không sát mình, và không đưa được ra phía sau lưng nữa. Nhưng quý vị ơi, Chúa đã chữa lành để hôm nay tôi được đưa tay lên cao thờ phượng Chúa. Chúng ta vỗ tay thật lớn để chúc mừng cô Kim Hoa được không ạ? Cảm tạ Chúa. Dạ. À, còn điều gì mà cô muốn chia sẻ với quý vị khán giả buổi tối ngày hôm nay nữa không cô? Còn một điều vui thỏa nữa là bây giờ tôi được đi học trường Kinh Thánh. Wow. Tay tôi viết nốt rất là giỏi, tôi ghi kịp bài của cô giáo giảng. Wow, thật là tuyệt vời. Dạ. Trước khi mà kết thúc buổi talk show, cô còn một điều gì nữa không cô? Một điều gì nữa để chia sẻ với lại quý vị khán giả được không cô? Sự Giáng sinh của Chúa ra đời để Chúa cứu chuộc cho tôi, cho cả nhân loại. Chúa đem đến sự bình an không những cho riêng tôi và cho những ai tiếp nhận Chúa. Quý vị ơi, đừng để một mùa Giáng sinh đến rồi lại đi mà chúng ta còn đang ở ngoài vòng tay yêu thương của Chúa. Cho tôi có một chút tâm tình gửi người Phật tử mà hồi nãy đoán được cái nơi sanh của Đức Chúa Giêsu. Em ơi, Chúa đang hiện diện trong khán phòng này. Chúa đã chọn em rồi đó. Công đức như tôi cũng chưa được cứu, thì người Phật tử như em chỉ một chút xíu thôi, hạ mình xuống, mở lòng ra, thì em có sự bình an. Yeah. Và em được cứu. Yeah. Tôi làm bao nhiêu việc lành đó nhưng chưa được, nhưng tôi được cứu để làm việc lành em ạ. Wow.